Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cái cách cơ bản để làm thế nào chúng ta có thể tạo được một cái hiệu ứng được gọi là hiệu ứng tin nhắn ở trong cái phần mềm Adobe Premiere Pro. Thì để có thể làm hiệu ứng này thì mọi người sẽ download cho mình cái phần các cái học liệu ở trong cái phần mô tả ngay bên dưới video này ở trên YouTube. Sau đấy chúng ta sẽ bắt đầu cái quá trình tiến hành làm cái hiệu ứng này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ import một cái file video gốc mà mình có chuẩn bị cho mọi người ở đây. Đây, cái video gốc đây. Sau đấy chúng ta sẽ chuột phải New Item. Chúng ta tạo một cái sequence mới. Đây, đặt tên là Demo 2. Xong ấn OK. Sau khi các bạn đã tạo xong cái sequence rồi, thì bây giờ các bạn sẽ thả cái video của chúng ta vào. Thì nó sẽ hỏi là có muốn train không? Thì ở đây mình sẽ giữ keep. Sau đấy các bạn chuột phải vào đây. Các bạn chọn Scale to Frame Size để mà cho nó trở về cái kích thước giống với cái sequence mà chúng ta đã tạo. Đây như này. Sau đấy thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái file được gọi là text message mà mình có chuẩn bị sẵn đây, ở định dạng đây để mà chúng ta có thể add vào luôn thay vì các bạn phải mất công các bạn tạo. Thì các bạn chỉ việc kéo thả nó vào đây như này. Đấy, chúng ta sẽ kéo thả vào đây, xong chúng ta sẽ căn. Chẳng hạn là giây thứ nhất chẳng hạn thì chúng ta sẽ muốn nó hiện. Đấy, hiện như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại kích thước của nó bằng cách click vào mục Effect Control ở đây. Chúng ta sẽ kéo dịch nó ra đây. Đẩy nó lên trên này chẳng hạn. Đây. Xong chúng ta sẽ thu bé nó lại còn khoảng 70 thôi. Cho nó hợp lý với cái kích thước. Đấy, chúng ta đưa lên như này. Sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành cái việc gõ text sau khi chúng ta đã chèn xong cái text message này rồi. Thì các bạn sẽ ấn cho tôi phím T. Đấy, để mà chúng ta vào công cụ Tip Tool, xong chúng ta sẽ click lên đây. Đấy, click lên đây. Đấy, gõ vào đây. Chúng ta sẽ gõ chẳng hạn là Hi, where are you from? Đấy, như này. Đấy. Xong rồi chúng ta sẽ chuyển qua cái giao diện Caption and Graphic hay là ở những cái phiên bản 21 hay 20 thì nó là cái graphic thôi, nó chỉ có chữ graphic thôi. Đấy, các bạn chuyển qua xong rồi các bạn click vào. Đấy, chúng ta click tiếp vào cái đây. Xong ta sẽ chỉnh cái vị trí text của chúng ta. Đấy, sau đấy các bạn sẽ chỉnh cái phông. Đây, chúng ta sẽ chọn phông trắng này. Đấy, phông chữ ở đây thì tôi sẽ chọn cái phông chữ gọi là Roboto. Đấy, anh em chọn Medium. Đấy, như này là chúng ta có cái phông chữ đấy. Còn nếu chúng ta muốn bé hơn thì chúng ta có thể thu nhỏ cái kích thước phông bằng cách là hạ ở đây. Đấy, hạ nhỏ xuống ở đây chẳng hạn 35 chẳng hạn. Đấy, xong chỉnh vị trí thôi, như này. Đấy. Rồi, xong chúng ta sẽ kéo cái text này bằng với cái này. Sau khi đã xong bước này rồi thì chúng ta sẽ bôi cả hai, chuột phải chọn mục Nest. Sau đấy mọi người sẽ để, sau đấy mọi người sẽ gõ ở đây là chúng ta chọn Chatbox 1 chẳng hạn. Đấy, để nó tạo thành một cái sequence mới. Sau khi chúng ta quay sequence này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tạo cái hiệu ứng chuyển động cho nó. Thì làm thế nào tạo ứng chuyển động thì các bạn sẽ kéo cái này về đầu và chúng ta sẽ căn khoảng tầm 15 frame chẳng hạn. Đây, đấy, chúng ta sẽ click vào đây cái chữ scale. Sau đấy các bạn sẽ click vào cái anchor point. Thì cái anchor point này nó có cái tác dụng gì? Nó sẽ là cái điểm mà nó sẽ bắt đầu phóng to. Nếu như các bạn không chỉnh cái anchor point này thì các bạn sẽ nhìn này, nó sẽ bị phóng to theo kiểu này. Đấy, thu nhỏ theo kiểu này. Còn như chúng ta để anchor point, đây chúng ta để nó vào cái phần mũi tên này này. Đấy. Xong các bạn kéo vào đây, các bạn để không thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Đấy, nó sẽ phóng to từ cái điểm anchor point của chúng ta. Thế là chúng ta đã xong cái thứ nhất. Thì tiếp tục đến cái thứ hai thì các bạn sẽ thả tiếp cái biểu tượng ở bên phía trái này vào, text message left này, các bạn cũng lại thả lên đây. Đấy, như này. Xong chúng ta sẽ chỉnh lại cái kích thước của nó như lúc nãy, thì chúng ta sẽ để scale là 70 để nó bằng cái trên này. Đây, xong chúng ta sẽ chỉnh cái vị trí của nó đây chẳng hạn. Đây, chúng ta sẽ chỉnh cái vị trí của nó dưới này như này. Đấy, sau chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lại sử dụng công cụ Tip Tool, ấn phím T. Đấy, các bạn click vào như này. Em from Hà Nội chẳng hạn. Đây. Đấy. Sau khi các bạn đã chỉnh như này rồi thì chúng ta lại chỉnh cái vị trí text của nó thôi. Click vào đây. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh lại cái vị trí text của nó như này. Đấy, chẳng hạn. Sau đây chúng ta sẽ lại tạo hiệu ứng cho nó giống như cái kia. Một cách bôi này, chuột phải này, chọn mục Nest này, chúng lại có Chatbox 2. Đấy, xong các bạn sẽ chỉnh chẳng hạn Chatbox 1 nó hiện như này. Chatbox 2 chẳng hạn. Đấy, để một lúc. Xong rồi chúng ta lại kéo Chatbox 2 này vào như thế này. Sau đây chúng ta lại chỉnh lại cái anchor point cho nó. Đây, các bạn kéo anchor point vào đây. Đấy. Xong các bạn
cũng để 15 frame chẳng hạn. Đấy, tầm này thôi. Chúng ta để scale xong chúng ta để về 0. Đây chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ có cái chatbox. Đấy. Rồi, thì ngoài ra thì chúng ta có một cái cách nữa để chúng ta tùy chỉnh sâu hơn cho những cái chatbox này, đó là chẳng hạn các bạn muốn đổi màu nó thì làm như thế nào. Thì ở đây các bạn click vào trong đây, chúng ta sẽ vào trong cái sequence này, ở mục effect các bạn search cho tôi cái hiệu ứng được gọi là tinh. Đấy, như này, các bạn thả nó vào đây. Đấy, thì các bạn chỉ việc là đổi màu thôi. Đây chẳng hạn, đấy, các bạn sẽ có thể đổi nó thành màu trắng chẳng hạn. Đây, hoặc các bạn có thể đổi nó thành màu đỏ. Đây chẳng hạn, đấy, bằng cách chỉnh cả hai cái này. Đấy, đều là màu đỏ thì nó sẽ thành màu đỏ cho các bạn, và nó sẽ hiển thị ở cái phía bên ngoài này thành màu đỏ. Đây. Ngoài ra nếu các bạn muốn nó trong suốt ấy thì các bạn chỉ việc là chỉnh ở mục opacity này. Đây 50%. Thì ngoài này của chúng ta nó cũng sẽ hiển thị trong suốt như thế này. Như vậy là vừa rồi mình đã dẫn các bạn cái cách đơn giản để tạo cái hiệu ứng tin nhắn ở trong phần mềm Adobe Premiere Pro. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, tự chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.